Xin chào cả nhà, thì hôm nay Tony sẽ chia sẻ với cả nhà mình về cái cách xử lý làm sao cho nấm rơm được trắng ha. Thì như cả nhà đã thấy đó, hiện tại là Tony đang gọt nấm nè. Thì khi mà nấm rơm mình mua về để mà chế biến bất kỳ một món ăn nào đó thì chúng ta luôn là gọt cái phần vỏ nấm ở cái phần chân nấm, bởi vì nó hay bị đen đó cả nhà. Thì trước đây là xử lý nấm trắng bằng cách là chuẩn bị sẵn một thau nước. Rồi bên trong thau nước đó là sẽ có để là một ít muối, còn nếu có chanh thì cũng có thể nặn chanh vào trong đó luôn. Nhưng mà cả nhà thấy là hiện tại là Tony đâu có để gì vô đó đâu, đúng không? Mình là hay bị hiểu lầm một cái vấn đề là sau khi gọt mà để lâu ở bên ngoài quá thì mình sợ nó bị đen. Nhưng mà không có sao hết trơn á, cả nhà cứ để như vậy đi, cứ gọt hết một lần đi. Tại vì với cái cách làm hồi trước á, mà chúng ta cứ cho nấm vào trong nước lần lượt ngay lúc gọt như thế này nè. Mà trường hợp mà mình làm nấm cho đám tiệc lên tới 5-7kg nấm á, mà đợi gọt hết 5-7kg nấm đó thì cái số lượng mà những cái nấm mà lúc mà chúng ta gọt ban đầu mà chúng ta ngâm trong thau nước á, nó ngâm rất là lâu, sẽ làm cho cái nấm của mình nó bị mềm, bị nhũng, không có ngon. Cho nên là cả nhà cứ gọt hết một lần rồi bắt đầu chúng ta xử lý bằng chúng ta sẽ cho vào trong cái nấm này một ít muối nè, rồi một ít chanh nè, nói chung là cho lại muối với chanh vô, rồi chúng ta sẽ bóp các nấm nè, bóp nấm với lại muối với chanh, bóp đại nó cho nó sạch. Sau khi bóp xong rồi thì chúng ta sẽ rửa lại bằng cái nước bình thường thôi, thì cứ rửa 2-3 nước như vậy là nó sạch rồi, không sao hết trơn á. Thì trường hợp mà đám tiệc lớn người ta cũng làm kiểu như vậy nè cả nhà mình, thì người ta cứ gọt sẵn nấm đi, không có cần phải rửa, gọt hết trơn nấm xong rồi cọt lại bỏ tủ lạnh rồi qua ngày sau á xài. Tại vì rửa thì nhiều khi nó bị úng, nó ứ nước, thì để lâu quá nó sẽ làm nấm của mình nó dễ bị mềm nè, rồi nó bị dữa nè, nó không có ngon ha. Cho nên là sau này á, cả nhà mình mà có trường hợp mà gọt nấm để mà sử dụng nấu nướng á, thì cứ gọt hết một lần rồi chúng ta sẽ bóp với lại chanh với muối nha. Rồi